Vâng, và chúng ta đang sống trong những ngày tiết trời vào xuân, thời tiết ấm áp, muôn hoa đua nở, lòng người cũng vì thế mà phấn chấn và rộn ràng hơn. Đặc biệt hơn khi mà những ngày gần đây ở quận Cẩm Lệ có một vườn cúc họa mi nở rộ, khoe sắc trắng tinh, càng làm cho không khí mùa xuân thêm vui tươi. Vâng ạ, cúc họa mi thì thường đua nở vào mùa thu trong tiết trời se lạnh của thủ đô Hà Nội. Thế nhưng thì bằng việc áp dụng khoa học công nghệ, Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Đà Nẵng đã đưa giống hoa này nở ngay tại thành phố Đà Nẵng. Và góc cuối tuần sáng nay thì xin mời quý vị sẽ cùng ghé thăm khoảnh vườn dễ thương này. Biết đâu thì đây sẽ là một điểm đến thú vị dành cho quý vị trong ngày cuối tuần này. Chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chừng 20 phút, những ngày gần đây, vườn cúc họa mi tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng đã nở rộ trắng tinh khôi cả một vùng. Tuy không hoành tráng như vườn cúc họa mi tại Hà Thành, thế nhưng sắc trắng tinh khôi, sự độc đáo của vườn cúc này vẫn khiến nhiều bạn trẻ và du khách không khỏi ngỡ ngàng mê mẩn. Em rất là thích cúc họa mi, và cúc họa mi thì em chỉ nghĩ là chỉ có ở Hà Nội mà thôi. Thì hôm nay thì rất là bất ngờ khi mà ở Đà Nẵng mình có một cái vườn hoa cúc họa mi rất là đẹp như thế này. Thì em cùng với lại bạn của em tranh thủ thời gian này để mà lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên vườn cúc họa mi ở Đà Nẵng mình ạ. Buổi sáng sớm thì ở đây thì rất là trong lành, mà mọi người thì tới đây rất là chụp hình thì rất là vui vẻ, kiểu có cái không khí vẫn còn không tí tết ở đây, nên là em cảm thấy rất là thích. Việc ươm trồng, chăm sóc, nhân giống, giữ cho cây cúc họa mi phát triển tốt, hoa nở nhiều, tươi lâu là cả một quá trình cải tiến, hoàn thiện quy trình công nghệ, kỹ thuật của Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố trong 2 năm qua. Một cái đặc điểm rất là khác biệt so với cái vườn cúc họa mi năm nay đó là 100% giống là chúng tôi tự sản xuất, trung tâm tự sản xuất ở trong phòng thí nghiệm đã được địa phương hóa để cho phù hợp với khí hậu thời tiết Đà Nẵng. Thì khi mà ra ngôi thì cây nó chỉ có khoảng từ 2 đến 3 cm thôi, thì đã phải mất từ đến 3 tháng với các anh chị trong trung tâm là phải thường xuyên chăm sóc, kiểm tra mỗi ngày, giống như là phát hiện các sâu bệnh để mà giảm thiểu tác hại tối đa cho đến chất lượng của cúc họa mi. Kể từ khi vườn cúc họa mi được mở cửa miễn phí, mỗi ngày có tới hàng trăm lượt khách đến tham quan chụp ảnh. Vẻ đẹp mong manh, tinh tế của cúc họa mi không chỉ được giới trẻ yêu thích mà còn thu hút nhiều người ở các độ tuổi khác nhau check-in, cùng lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp như thế này. Hôm nay mình rất là vui cùng những nhóm bạn đi tới thăm vườn cúc họa mi. Thật dễ thương và tự hào về thành phố Đà Nẵng mình. Có nhiều cảnh rất là thú vị để mình check in. Hôm nay tôi đến vườn cúc họa mi của thành phố Đà Nẵng rất là sớm. Vì ở đây là một không khí rất là trong lành và vườn cúc họa mi rất là đẹp. Với một cái không gian đẹp và đem lại một cái nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Chúng tôi rất là vui là mặc dù trong những ngày đầu năm như thế này, người dân vẫn dành một chút thời gian để diện những bộ đồ đẹp nhất đi đến đây để được lưu giữ cái khoảnh khắc này, có những cái bức hình kỷ niệm đáng nhớ. Đó cũng sẽ là một cái nguồn động lực rất là lớn đối với trung tâm nói chung và đối với những anh chị mà trực tiếp làm nói riêng, là để ngày càng phát triển hơn nữa những cái giống hoa mới, càng tô điểm cho cái cảnh quan của thành phố Đà Nẵng ngày càng rực rỡ, tươi đẹp hơn nữa với những nhiều hoa sắc mới lạ và những nét riêng độc đáo. Hơn 20.000 cây cúc họa mi được ươm trồng thành công không chỉ mang đến kỳ vọng về tiềm năng phát triển cho một vùng đất trong tương lai, mà nơi đây còn trở thành một điểm đến du lịch thú vị của thành phố Đà Nẵng xinh đẹp này.